otra vez les doy la bienvenida, porque me da gozo poder verlos en esta mañana. I welcome you again because it brings me so much joy to see you again. Và xin mời tất cả quý vị đến cùng tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Y para los que son su primera vez, que lo disfrutan, que se gocen en el Señor. For those that it's their first time, may you rejoice in the Lord in this morning and may you feel His presence. Và bất cứ ai là những người lần đầu tiên đến tham dự chương trình của chúng tôi và nguyện xin sự vui mừng của Chúa sẽ ở cùng với quý vị khi chúng ta đến và ngợi khen thật của Ngài. Levantemos el nombre del Señor en esta mañana. Let's lift the name of the Lord this morning. Và chúng ta cùng nhau tôn cao danh của Đức Chúa Trời. Yeah.
Sing unto the Lord, I will sing to Him a new song. I will
Hãy tôn cao
sự tốt lành và thương xót của Chúa, sự thánh tính và tình yêu của Chúa. Cố gắng hãy reo vui và chúc tán Chúa, dâng cho Chúa bài hát mới. Về sự tốt lành và thương xót của Chúa, sự thánh tính và tình yêu của Chúa. Chúc tán danh Ngài, hãy chúc tôn thánh danh Ngài. Chúc tán danh Ngài, hãy tôn cao thánh danh Ngài. Chúc tán danh Ngài, hãy chúc tôn thánh danh Ngài. Chúc tán danh Ngài, hãy tôn cao thánh danh Cha. Hallelujah, let's make a joyful noise to the Lord. Make a joyful noise, all you people. Sing a song to the Lord of His goodness and His mercy, of His faithfulness and love. Make a joyful noise, all you people. Sing a song to the Lord of His goodness and His mercy, of His faithfulness and love. Worship. Make a joyful noise, all you people. Sing a song to the Lord of His goodness and His mercy, of His faithfulness and love. Make a joyful noise, all you people. Sing a song to the Lord of His goodness and His mercy, of His faithfulness and love. Worship the Lord. Chúc tán danh Ngài,
Cantemos al Señor con gozo. Hallelujah, let's sing to the Lord with joy. Lời khen Chúa và chúng ta hãy tiếp tục lời khen Ngài. Porque nuestro Dios es grande. Our God is great. Bởi vì Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va chúng ta là đấng vĩ đại. Amen. Amen. Tiếng ca, tụng Chúa đang thăng nghiêm về.
For the Lord is marching on, and His army is there.
Glorious.
vì Ngài là đấng vinh hiển. He is perfect. Và Ngài là đấng hoàn mỹ. Alabemos al Señor porque Él es glorioso. Él es perfecto. Aleluya, cante conmigo. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Hoy con salmo te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Hoy con salmo te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Nguyện luôn tôn và cha người chơi sức lực con. Chúng ta coi những tôn vinh ngài khen Chúa. Luôn tôn thờ cha với hết sức lực con, toàn đời con chúc tăng tôn vinh ngài. Chúa vĩ đại, Chúa hiếm vinh hạnh, và dành Chúa xứng đáng mọi chúc tăng. Nguyện lòng con trong sạch thánh khi thiêu một ngày, thờ vui Chúa với hết cả tâm linh con. Nguyện tôn luôn thờ cha với hết sức lực con, chúng ta thôi tôn vinh ngài khen Chúa. Con thờ cha với hết sức lực con, giờ đời con chúc tôn vinh ngài. Nguyện luôn tôn thờ cha với hết sức lực con, chúng ta thánh tôn vinh ngài khen Chúa. Nguyện luôn tôn thờ cha với hết sức lực con, giờ đời con chúc tăng tôn vinh ngài. Vì Chúa vĩ đại, Chúa hiếm vinh hạnh, và danh Chúa xứng đáng mọi chúc tăng. Nguyện lòng con trong sạch thánh khi thương buồn ngài. I will worship you, Lord, with all of my mind. I will praise you with a song. I will worship you, Lord, with all of my mind. I will praise you all day long. For thou, O Lord, art glorious, and thy name is worthy to be praised. Make my heart be pure and holy in thy sight, as I worship you with all of my mind. Chúa chúc mừng, cảm ơn Chúa trong một buổi sáng thật là tuyệt vời. May you speak to us, Lord. May you use the brother that will be preaching. Vì xin Chúa ngài sẽ phán với mỗi lòng của chúng con. Thank you, Lord.
Please be seated. Xin mời tất cả quý vị cùng đồng ngồi. Buenos días, si se pueden sentar. And we thank God for a wonderful day. Và chúng ta cảm ơn Chúa cho một ngày thật là tuyệt vời. Damos gracias a Dios por un día maravilloso. And let us also give a big hand to our wonderful worship team. Và chúng ta sẽ cho một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt cho cái ban thờ phượng của chúng ta. Hallelujah. And they have been so faithful every week to serve together with us. Và họ rất là trung tín để thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa chúng ta vào mỗi hàng tuần. Ellos han sido fiel cada semana en estando aquí. And I'm sure it's not a very easy ministry, và chắc chắn rằng đây không phải là một vụ rất là dễ dàng. Y sabemos que esto no es algo fácil. But because they love God and they want to dedicate their life for God. Nhưng mà bởi vì họ yêu mến Chúa cho nên họ muốn tận hiến đời sống của mình cho Ngài. Pero ellos están aquí porque aman al Señor y son dedicados a él. And instead of going to the world for a party, but they choose to stay here to worship and to praise the Lord. Và thay vì họ đi vào ở trong đời sống của thế gian để có thể trải nghiệm những cái party, nhưng mà họ đã dành thời gian để ngợi khen và thờ phượng Chúa của chúng ta tại nơi đây. En vez de ir al mundo, tal vez disfrutar de fiestas, ellos deciden estar aquí a alabar al Señor. The Bible said that every day is new. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cứ mỗi một ngày đều là mới. La palabra de Dios dice que cada día es nuevo. And his faithfulness continue to last from generation to generation. Và sự thành tín của Chúa sẽ tiếp tục còn trường tồn từ đời này đến đời khác. Y su fidelidad dura día tras generación y generación. And it is my privilege to share the word of the Lord to you this morning. Và đây là một đặc ân để tôi có thể cùng chia sẻ cho quý vị lời của Chúa trong buổi sáng này. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. And many times that you may see there's a sign or the post on the way that Jesus is the way. Có nhiều lúc khi mà quý vị đang lái xe đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bảng viết rằng đó là Chúa Giêsu, Ngài là đường đi. Por veces podemos pasar y ver un rótulo que dice que Dios es el camino. Jesus is the truth. Ngài là chân lý. Que Jesús es la verdad. And you see the sign that Jesus is life. Và quý vị cũng thấy cái những cái bảng hiệu đó là Chúa Giêsu, Ngài là sự sống. Okay, Jesús es la vida. But have we ever asked what does that mean? Có bao giờ mà chúng ta tự hỏi đó là cái câu đó nó có ý nghĩa nào? Pero no hemos preguntado qué significa eso. And how does that meaning transform our life in a beautiful and wonderful way? Và làm sao những cái ý nghĩa đó có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta trong một cách rất là tuyệt vời? Y cómo eso puede cambiar o transformar nuestra vida. From the generation to generation, we are looking for a perfect way. Và từ thế giới này và từ thế hệ này đến thế hệ kia, chúng ta đang tìm những cái con đường hoàn mỹ cho cuộc đời của chúng ta. De generación a generación estamos viendo, tratando de encontrar ese camino perfecto. And one of the greatest question of life is that what are we here on earth? Và một trong những câu hỏi rất là lớn ở trong thế giới ngày hôm nay đó là chúng ta sống ở tại thế gian này để làm gì? Una pregunta que nos hacemos en la vida es ¿qué es lo que estamos haciendo? Where do we come from? Chúng ta đến từ nơi đâu? ¿De dónde venimos? What is the purpose of us, of every one of us living on this world? Và cái mục đích mà chúng ta sống ở trong thế giới này là gì? ¿Qué es el propósito de cada uno? ¿Por qué estamos aquí en este mundo? And after death, where do we go? Và sau khi chết đó, thì chúng ta sẽ đi về đâu? Y después de la muerte, ¿para dónde nos vamos? And all of the great leaders from generation to generation, philosopher from generation to generation, ponders on those questions. Và tất cả những lãnh đạo hay là những triết gia, triết học từ thế kỷ này đến thế kỷ khác, từ thế hệ này đến thế hệ khác, họ đang tìm hiểu những cái câu hỏi như vậy. Hay líderes y filósofos que se preguntan esa pregunta de generación en generación, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en este mundo? They are looking for the way. Họ đang tìm những con đường. Y todos buscan el camino. They are looking and searching for the truth. Họ đang tìm kiếm tất cả những chân lý hay là lẽ thật. En búsqueda de ese camino. And they are looking for the life of everlasting. Họ đang tìm một cái đời sống vĩnh cửu. Y están buscando la fuente de vida. But sad to say, none of them found those things. Nhưng mà thật là buồn, bởi vì họ chưa tìm được những con đường đó.
Pero tristemente ninguno ha encontrado eso. And in a moment, I'm going to tell you the words of those leaders when they talk about the future life. Và tôi sẽ cho quý vị biết một vài những câu kinh thánh nói về những cái lời nói của những vị nhân đó về cuộc sống ở trong tương lai như thế nào. En unos momentos les voy a decir las palabras que han dicho estos filósofos. Would you please just open together with me in the book of John chapter 14. John chapter 14. Si podemos buscar el libro de Juan capítulo 14. Chúng ta sẽ cùng nhau mở ra trong sách Giăng đoạn 14 từ câu số 1. John chapter 14 from verse 1 to 6. Del verso 1 al 6. And the Bible said, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me." Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. La palabra de Dios dice que no te preocupes, que el que cree en mí está seguro. Verse number 2. My Father's house had many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. El verso 2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. John chapter 14 verse 3 said, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, so that you may be where I am. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. You know the way to the place where I'm going. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Y sabes a dónde voy y sabes el camino. Verse number 5. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Thomas thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được. El verso 5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesus answered, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Và Chúa Giêsu ngài đã đáp rằng, vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta. Và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy ngài. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Every one of us, wherever we take a bus or when we drive a car, we know the destination that we want to go. Tất cả mỗi đời sống của chúng ta khi mà chúng ta đi xe buýt hay là chúng ta lái xe, chúng ta đều có một mục đích hay là cái điểm mà chúng ta muốn đi đến. Nosotros cuando tomamos un carro vemos en qué dirección vamos a ir. Many people and the great leaders in the world also want to find the eternal life. They want to know where is that point of ending. Và tất cả những vị nhân trên thế giới ngày hôm nay họ cũng đã tìm và họ muốn biết được cái điểm đích ở trong đời sống vĩnh cửu đó là như thế nào. Muchos de los líderes quieren encontrar dónde está esa vida eterna. And today we have many world religion, big world religion with great leaders. Ngày hôm nay chúng ta có nhiều những cái tôn giáo rất là lớn và những vị nhân rất là tuyệt vời. Hoy en día tenemos muchas religiones. But let's we begin to discover what did they say before they die. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ cùng nhau suy gẫm họ nói điều gì trước khi mà họ qua đời. Pero qué es lo que dicen antes de morirse. Muhammad, the leaders of Muslims said, và Muhammad là người lãnh đạo của đạo Hồi giáo, ông đã nói như thế này. Esa es una de las cosas que se preguntó Muhammad. Before he died, he said, I do not know the purpose of life. Và trước khi mà ông ta chết, ông đã nói rằng tôi không biết được cái mục đích trong cuộc sống là gì. He does not know the purpose of life. I do not know the purpose of life. Que Mohammed dijo que él no sabía el propósito de la vida. Siddhartha Gautama, the founder and the leader of Buddhism, before he died, he said this. Và ngay cả Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi mà ông qua đời và ông đã nói như thế này. Este varón Siddhartha Gautama dijo, he said, continue to follow that path and seek for the truth and seek for wisdom. Ông chỉ nói rằng hãy tiếp tục đi con đường đó và hãy tìm kiếm chân lý và tìm kiếm cái lẽ thật.
Él dijo que continúa y busca la verdad. And Confucius, one of the great leaders of China, said, I am not the way. Mà ngay cả Khổng Tử là một trong người lãnh đạo rất là nổi tiếng ở tại Trung Quốc đã nói rằng ta không phải là đường đi. Y Confucius, que es un grande en China, dijo que yo no soy el camino. These are the leaders of the greatest religions of the world today. Đây là những người lãnh đạo của tất cả những cái lãnh đạo, những cái tôn giáo rất là lớn của ngày hôm nay. Estos son los líderes que tienen muchas de las religiones. They are still searching for the truth. Và họ vẫn đang tìm kiếm cái lẽ thật. Aún están buscando la verdad. They are looking for the way. Và họ đang tìm kiếm cái đường đi cho cuộc đời của mình. Están buscando el camino. But the follower just make it as if that they already found the way. Nhưng mà tất cả những người đã theo họ đã làm những cái giống như là hư thực ảo thực đó, là dường như những người lãnh đạo của họ đã tìm được chân lý. Y los que los siguen piensan que han encontrado el camino. But their way or their saying proved to us that they have not found the way, and they were still searching for the way, and they could not find the way yet. Nhưng mà tất cả những lời nói của họ chứng minh rằng họ vẫn đang đi tìm chân lý, họ chưa tìm được chân lý và họ sẽ tiếp tục tìm chân lý nếu như họ còn sống. Pero lo que ellos dijeron, pueden ver que aún están buscando el camino, que nunca lo encontraron. But the Lord Jesus said very clearly, I am the way. Và Chúa Giêsu ngài phán rất là rõ ràng, đó là ta là đường đi. Pero Jesús nos dice que él es el camino. I am the truth. Ta là sự sống, ta là lẽ thật, là chân lý. Yo soy la verdad. And I am the light. Và ta là sự sống. Y la vida. Jesus said that I'm not one of a way. Chúa Giêsu nói rằng ngài không có nói rằng ngài là một trong những con đường. Jesús no dijo yo soy uno de los caminos. He doesn't say that he is one of the truth. Ngài không nói rằng ngài là một trong những chân lý. Él no dijo yo soy una de las verdades. And he doesn't say that he is one of the life like other leader. Và ngài cũng không nói rằng ngài là một trong những người lãnh đạo giống như hay là cái sự sống giống như người khác. Él no dijo que él es una manera de vida. But he confirmed that he is the only way. Nhưng mà ngài đã xác nhận rằng ngài là con đường duy nhất. Pero él confirmó que él es el único, la única verdad. He is the only truth that you and I can trust our life in. Và ngài là lẽ thật duy nhất mà quý vị và tôi có thể đặt niềm tin của chúng ta ở trong ngài. La única verdad en quien podemos poner nuestra vida. And he is the life, and only him can give you and I the abundant life and the eternal life. Và ngài là sự sống, và bởi vì cái đó ngài có thể ban chúng ta sự sống và sự sống đời đời. Él es la vida, el único que te puede dar la vida y vida en abundancia. When we talk about that Jesus is the way, khi mà chúng ta đang nói rằng Chúa Giêsu ngài là đường đi, what does that mean? Điều đó có nghĩa gì? Cuando hablamos que Dios es el camino, ¿qué significa eso? And the Bible tells us very clear that he is the way to the godly living. Và lời của Chúa cho chúng ta biết rằng đó là chính ngài là đấng đã hướng dẫn chúng ta đến một đời sống công chính và chính trực. Él es el camino para vivir una vida en Dios. He is the only way to God and no one else. Và ngài là đấng duy nhất có thể đưa chúng ta đến trở về cùng Đức Chúa Trời và không có ai có thể làm được điều đó. Él es el único camino a Dios. And he is the way to heaven and to the eternal life. Và ngài là đấng duy nhất có thể đưa chúng ta vào thiên đàng và sự sống đời đời. Él es el único camino para poder ir a la eternidad. In the book of 1 Timothy chapter 2 verse 5. 1 Timothy chapter 2 verse 5. The Bible confirmed that. Ở trong sách Timothy nhất đoạn 2 câu số 5 thì Kinh Thánh cũng cho chúng ta xác nhận cho chúng ta biết rằng for there is one God and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Và trong Timothy nhất đoạn 2 câu số 5 và lời của Chúa ngài xác nhận rằng đó là Okay, si buscamos el libro de Primera de Timoteo. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jesus Christ. Y verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nombre. And Jesus declared a while ago, and we just read in the book of John chapter 14, that he and no one can help us to go back to heaven. Và chẳng có ai có thể giúp đỡ chúng ta có thể bước vào ở trong nước thiên đàng ngoài Chúa Giêsu mà thôi. Y él declara que nadie nos puede ayudar a ir al cielo. And in the book of John chapter 10, that Jesus used a metaphor
and saying that he is the door and that door is to go to heaven. Và trong sách Giăng đoạn 10 cho chúng ta biết rằng có một hình ảnh mà Chúa Giêsu đã dùng nói một cách ẩn dụ, đó là Ngài là cánh cửa và đó là cánh cửa để cho mỗi đời sống ta để có thể bước vào ở trong nước thiên đàng. Y si vemos en Juan capítulo 10, él dice que él es la puerta, que solamente por medio de él pueden ir al cielo. In the book of John chapter 10 verse 9, the Bible said, I am the door. If anyone enter by me, he will be saved and will go in and out and find the pasture. Ở trong Giăng đoạn 10 câu số 9 lời của Chúa chép rằng ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. John chapter 10 verse 9. Yeah, John chapter 9. Okay, si leemos en Juan capítulo 10, el verso 9. That whenever whoever enters into this gate, we will be saved. El que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. And I have a good news for you today, và tôi có một tin tức tốt lành cho quý vị. Yo tengo buenas noticias para ustedes. The way of God or His way can transform our selfishness. Và những cái đường lối của Đức Chúa Trời có thể thay đổi tất cả những tư kỷ trên mỗi đời sống của chúng ta. El camino de Dios puede cambiar nuestros deseos. His way can transform our lifestyle, và đời sống và đường lối của Ngài có thể thay đổi cái đời sống của chúng ta. Puede cambiar nuestra forma de vivir. His way can transform our thinking, và đường lối của Ngài có thể thay đổi tất cả những ý tưởng của chúng ta. Y puede transformar nuestra forma de pensar. And you name it, that His way can transform our behavior, our way of talking, và ngay cả cái đường lối của Ngài có thể thay đổi những cái lời nói của chúng ta, hành động của chúng ta. Y Él es el que puede transformar nuestro comportamiento. And I'm also one of the millions of the testimony of the life being transformed. Và tôi cũng là một trong những nhân chứng để nói về những cái sự thay đổi tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta. Y yo soy uno de millones que Dios ha cambiado y transformado. And I would like to share to you, there's a very funny story. Tôi muốn kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện rất là nực cười. Y quiero compartir con ustedes una historia muy chistosa. There is one drunker. And his name is known as Bảy Sĩ. Có một cái người đó là thường uống, gọi là cái người nghiện rượu đó. Thì anh ta thường được gọi cái tên đó là Bảy Sĩ. And his name is Seven Bottle. Okay, his name is Seven Bottle. I will explain. Dice que hay un borrachito y su nombre es Siete Botellas. Why do people call him by that name? Lý do tại sao mà người ta gọi anh ta là cái tên đó? ¿Por qué lo llaman de esa forma? Because every day after his work, he must go into a liquor store and buy at least 7 bottles of wine. Bởi vì cứ mỗi ngày đó là khi mà anh ta sau khi làm việc đó, thì anh phải đi vào ở trong quán bia, quán rượu để mua ít ra là 7 chai bia hoặc là 7 chai rượu. Porque dice que cada vez después del trabajo se iba a la licor, iba a comprar 7 botellas de vino. And without drinking, he cannot find peace in his life. Và nếu mà anh không có uống rượu đó, thì anh cảm thấy không có sự bình an. Y si él no tomaba, no podía encontrar esa paz. He found himself very uneasy. Ông cảm thấy rất là bực bội. Él no podía encontrar esa vida. And after drinking, you know that he got drunk. But sau khi mà anh đã uống xong đó, thì anh đã bắt đầu bị say xỉn. Después que él se embriagaba. And when he drove his motorbike in those days, và sau khi mà anh đã lái chiếc xe mô tô, chiếc xe mô tô của mình. Y manejó su motocicleta. And you know that it's very dangerous because he just like this, swerving like this. Và dĩ nhiên là rất là nguy hiểm bởi vì anh ta cứ lạng đi lạng lạng như thế này. Y sabemos que es muy peligroso porque no tenía el control. But every time when he arrived the home, the dog immediately just run away. Và cứ mỗi một lần đó, khi mà anh ta vừa đến trước cửa nhà thì ngay lập tức cái con chó nó chạy vụt, chạy gọi là cái gì đó, nó cong đuôi lên mà nó chạy. Inmediatamente que él llegaba a la casa, el perro huía de él. Whenever the dog just heard the sound of his motorbike, immediately it's run away. Cứ mỗi lần mà nghe cái tiếng xe của ông là ngay lập tức chạy liền. Al nomás oír el sonido de su moto. Do you know why? Quý vị biết lý do tại sao không? ¿Saben por qué? You know it.
Ustedes saben por qué? Because he will hit the dog, he will beat the dog out of his anger. Bởi vì anh ta sẽ đá con chó và đánh con chó rất là tàn nhẫn. Dice porque él le pegaba al perro, tal vez le tiraba una patada también. And one day the people invite him to church. Và một ngày kia có một người đã mời anh đi vào ở trong hội thánh. Y un día alguien lo invitó a la iglesia. And after listening the gospel, và sau khi anh ta đã nghe phúc âm của Chúa. Y después de escuchar el evangelio. And he also opened his heart and accept the Lord Jesus Christ. Và sau đó anh ta đã mở lòng để tiếp nhận Chúa Jesus Christ. Y abrió su corazón y aceptó al Señor. And after some time, there's something very interesting happened. Và sau khoảng một thời gian, có một điều rất là đặc biệt xảy ra. Y después de un tiempo, algo interesante pasó. Every time he go back home, the dog just go out, jump into him. Và ngày hôm nay, đó là khi mỗi lần mà anh ta đi về tới nhà, thì con chó ngay là thích nhảy vào trong lòng của anh. El perro lo escuchaba y iba corriendo hacia él. Because he's no longer in the way of a drunkard. Bởi vì anh ta không còn ở trong đường lối của người nghiện ngập nữa. Porque ya no estaba en ese camino donde él se embriagaba. And instead of beating the dog, he just hugged the dog and showed love to the dog. Và dĩ nhiên là thay vì đánh con chó thì bắt đầu anh ta vuốt ve con chó. Và thương y en vez de pegarle al perro, él venía y lo abrazaba. And I don't know about you. Và tôi không biết quý vị như thế nào. Y yo no sé de ustedes. Maybe we are in the way of drunkenness just like this man. Có lẽ chúng ta vẫn đang ở trong con đường của sự nghiện ngập giống như người này. Tal vez alguno de ustedes están en ese camino. Maybe you and I are still in the way of drug addiction just like millions of people in this world. Có lẽ nhiều người trong vòng chúng ta vẫn đang ở trong con đường nghiện ngập xì ke ma túy giống như hàng triệu người khác. Tal vez algunos de ustedes estén en ese camino de adicción. Maybe you are walking in the way of wickedness. Và quý vị vẫn đang bước đi ở trong con đường của tội lỗi. O estén caminando en ese camino de maldad. And maybe many of us do not even recognize that we are living in the way of deceiving other people. Và có lẽ nhiều người trong một quý vị đang sống trong một đường lối đó là chúng ta đang lừa dối những người khác. O tal vez ni nos hemos dado cuenta que estamos caminando en ese camino de engañar a personas. Maybe you look at me today and you said, oh, you are very eloquent in speech. Có lẽ nhiều người trong quý vị nói rằng, oh, nhìn mục sư kìa, ông nói giỏi quá. Tal vez me pueden estar viendo y decir, oh, tú hablas muy elocuente. But do you know that before I came to know Christ, nhưng mà quý vị có biết rằng khi mà trước khi tôi kinh nghiệm được Chúa trên đời sống của tôi. Pero tú sabías que antes que yo conociera a Dios. Even my teacher scold me that why do you dare to talk to me like that? Và ngay cả giáo viên của tôi cũng đã nói với tôi rằng tại sao mà con lại dám nói trước mặt cô như vậy? Aún mis maestros me decían, ¿por qué me hablas de esa forma? In those days, I always have dirty words out of my mouth. Và trong những ngày đó, thì lúc nào cũng có tiếng đang mạch nói ra từ cái miệng này. En esos días siempre tenía palabras de maldición que salían de mi boca. And you know what I mean, the dirty word, right? And I have the worst of the worst dirty word coming out from my mouth. Và tôi có những cái lời nói tiếng đang mạch mà những tiếng đang mạch nó rất là nặng nề ra nói từ miệng này. ¿Cuáles son esas palabras que podrían haber salido de mi boca? Eran and las when, peores. And when the teacher just talk to me and then it just come out naturally. Và khi mà giáo viên nói chuyện với tôi thì ngay lập tức những cái từ đó nó nói ra. Y cuando la maestra me hablaba naturalmente yo respondía de esa forma. And the teacher told me that dare you talk to me like that. Và giáo viên nói tại sao con lại dám nói với cô như vậy? La maestra me decía, ¿cómo te atreves a hablarme de esa forma? Do you know what is my response? ¿Saben qué era lo que respondí? Tôi trả lời như thế nào? One bad word first, and then the second one that is cool. Và sau đó là tôi nói tiếng Đan Mạch nữa, và sau đó tôi nói với giáo viên của tôi đó, ngầu lắm cô, nói mấy tiếng Đan Mạch nó ngầu. Siempre empezaba con una mala palabra y después tenía algo que responderle. I was in gambling, và tôi cũng bài bạc. Estaba también en I was in drinking, và tôi cũng hút thuốc uống rượu. En eso que tiene que ver, no sé, gambling. And if God didn't stop me, I will also join the many young people in using drugs. Và nếu như Đức Chúa Trời Ngài không thay đổi đời sống của tôi, thì tôi cũng đã bắt đầu ở trong những sự nghiện ngập. In drug addiction. Yo también estaba en eso de embriagarme. I mean heroin, using heroin. Y también usando heroína. But I have a good news for you. Nhưng mà tôi có một tin tức tốt lành cho quý vị. Pero tengo nuevas para ustedes. God's way can transform our way. Đó là đường lối của Đức Chúa Trời có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta.
El camino de Dios puede transformar nuestras vidas. From a powerless person to become a praising God person. Từ một người đó là không có quyền năng, quyền lực, sức lực, nhưng mà chúng ta bắt đầu ngợi khen Chúa. De alguien que no tiene poder a alguien que pueda alabar al Señor. From a hopeless person, you and I begin to have hope in the eternal blessing of God and in the eternal salvation of God. Và từ một người vô vọng, trong ngày hôm nay chúng ta đang có sự trông cậy và sự hy vọng ở trong Chúa, trong lời của Chúa và trong sự sống đời đời. De alguien que no tenía esperanza a poder tener esperanza en Dios. From the one who always talk about dirty word, today I can preach the word of the Lord to you. Từ một người luôn nói những cái lời nói tục tiểu, mà ngày hôm nay tôi lại nói lời chia sẻ lời của Chúa cho quý vị. De alguien que maldecía y ahora puede hablarles del Señor a cada uno de ustedes. And many of other people have been abandoned by the society and by their own family. Và có rất nhiều người họ đã bị từ bỏ ngay cả chính gia đình của họ và xã hội nữa. Y muchos de ustedes han sido abandonados por la sociedad. But when they find the way of God, their life has been transformed. Nhưng mà họ khi họ tìm được đường lối của Đức Chúa Trời thì cuộc sống của họ đã được thay đổi. Pero cuando encuentran al Señor, las vidas son transformadas. Because the Bible said that anyone who is in Christ, và bởi vì lời của Chúa đã chép rằng đó là bất cứ ai ở trong Đấng Christ. Porque la palabra de Dios dice que el que está en Dios, he will become a new creation. Mà người đó đã được trở nên là con người mới. Nueva criatura es. Behold, the old has gone and the new is come. Và tất cả những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Lo viejo ha pasado y ahora las cosas son nuevas. And it is because that Jesus not only the way, but he is also the truth. Điều đó không chỉ là bởi vì Chúa Jesus Ngài là đường đi, nhưng mà Ngài cũng là lẽ thật. Porque Dios no solo es el camino, es la verdad. The truth is that God created the universe. Và cái lẽ thật đó là Đức Chúa Trời Ngài đã tạo dựng nên thế gian này. Dios es el que creó el universo. The universe is not the product of Big Bang or human evolution. Và cái sự sáng tạo trên thế giới này hay là cái thế giới này không phải là một tạo vật của Big Bang hay là của thuyết tiến hóa. La tierra no fue hecha por una evolución o por una explosión. And the truth is that human being has sinned against God. Và cái lẽ thật đó là con người cũng đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời. Sabemos que los humanos hemos pecado contra Dios. But the truth is God is still forgiving and giving us the opportunity for us to come back to God. Và cái lẽ thật đó là Đức Chúa Trời vẫn yêu mỗi đời sống ta và Ngài ban chúng ta có con đường để chúng ta có thể trở về cùng với Ngài. Y la verdad es que Dios nos perdona y Él quiere que vengamos a Él. The truth is also telling us that the wage of sin is death. Mà cái lẽ thật của Chúa cũng cho chúng ta biết rằng đó là tiền công của tội lỗi là sự chết. Y sabemos que el pecado nos trae a la muerte. The truth is that we will face the judgment of God. Mà cái lẽ thật đó là mỗi đời sống ta đều phải đối diện với sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Y la verdad es que vamos a ser juzgados por Dios. The truth is that you and I cannot save ourselves from the sin. Và cái lẽ thật đó là quý vị và tôi không thể nào cứu mỗi đời sống ta ra khỏi những tội lỗi của mình. Y la verdad es que nosotros no nos podemos salvar de nuestros pecados. But the truth is that for God so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Nhưng mà lẽ thật ở tại đây đó là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một chỗ của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời. Pero la verdad es que Dios dio su único hijo para que cada uno de nosotros seamos salvados, no nos perdamos y tengamos vida eterna. The truth is it, for God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Và cái lẽ thật đó là Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy, có nghĩa là nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà được cứu. Porque Dios no mandó a su hijo para condenar el mundo, sino que para que fueran salvos. The truth is that whoever believes in him is not condemned. Cái lẽ thật đó là bất cứ ai tin vào Ngài thì không còn bị đoán xét nữa. Porque los que creen en Jesús no son condenados. And the truth is that for all have sinned and fallen short of the glory of God. Và cái lẽ thật đó cho chúng ta biết rằng đó là tất cả chúng ta đều đã phạm tội và thiếu hụt sự vinh hiển và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời in Romans chapter 3 verse 23. Porque la verdad es que cada uno de nosotros hemos pecado y nos hemos caído de la gloria de Dios. But the truth is that all of us are justified
freely by God's grace through the redemption that came by Christ Jesus. Và cái lẽ thật cho chúng ta biết rằng đó là mỗi đời sống của chúng ta đã được chuộc tội và đã được làm trọn ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Pero la verdad es que nosotros somos salvos por la redención de Dios. To make it short, the truth is this: in the book of Acts chapter 4 verse 12 said, there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given through man by which we must be saved. Và cái lẽ thật ở tại đây cho chúng ta biết rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. In the book of Acts chapter 4 verse 12. En el capítulo de Hechos, capítulo 4, verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. The truth is that all of the religion cannot forgive sin. Và cái lẽ thật đó là tất cả những tôn giáo trên thế giới này đều không có thể nào tha thứ tội lỗi của chúng ta. La verdad es que ninguna religión puede perdonar pecados. The truth is that all of the religion and the leaders of this world have no power to heal our soul. Và cái lẽ thật đó là không có một tôn giáo nào và lãnh tụ nào có thể cứu chữa được cái linh hồn của mỗi đời sống của chúng ta. La verdad es que ninguna religión, ningún líder puede liberar nuestra alma. But the good news is that Jesus can do that for you and I. Nhưng mà cái tin tức lâu lắm đó là Chúa Giêsu ngài có thể làm điều đó cho mỗi đời sống của quý vị và tôi. Pero la verdad es que Jesús puede hacerlo. The truth is that the religion and the leaders cannot help you and I to overcome the power of the darkness. Và cái lẽ thật ở tại đây cho chúng ta biết rằng đó là ngay cả lãnh tụ của thế gian này và tất cả những tôn giáo đều không có thể giúp đỡ quý vị và tôi đắc thắng được những quyền lực của sự tối tăm. Ninguno de los líderes ni las religiones te puede liberar de poder vencer al enemigo. They cannot save us from our sin. Họ không thể cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta. Y no nos pueden salvar de nuestros pecados. They cannot save us from the power of hell. Và họ không có thể cứu chúng ta ra khỏi những cái có nghĩa là hell. No nos pueden salvar del infierno. Địa ngục. They cannot assure us the eternal life. Và họ không có thể xác nhận cho chúng ta có thể ban chúng ta đó được sự sống đời đời. No nos pueden asegurar la vida eterna. All the religion and the leader of the world have no power to help us to overcome the devil. Và tất cả những tôn giáo và các lãnh tụ của tôn giáo cũng không có quyền để giúp chúng ta có thể đắc thắng tất cả quyền lực của ma quỷ. Las religiones ni los líderes nos pueden ayudar a poder vencer al enemigo. They cannot set you and I from the judgment of God. Và họ không có thể giúp chúng ta ra khỏi những sự đoán xét của Đức Chúa Trời. No te pueden salvar del juicio de Dios. They cannot save you from the eternal punishment of God. Và họ không có thể nào giúp chúng ta thoát khỏi những sự đoán phạt đời đời của Đức Chúa Trời. No te pueden salvar de la condenación eterna. But the truth is that God is love, and He can, because He loves us, so He's willing to come to seek, to save, and to deliver everyone of us. Nhưng mà cái lẽ thật ở tại đây đó là Đức Chúa Trời ngài đã yêu mỗi đời sống của chúng ta đến nỗi ngài đã sẵn sàng đến nơi thế gian này để tìm cứu và cuộc đời của chúng ta và giải cứu cuộc đời của chúng ta. Pero la verdad es que Dios es amor, es el que nos puede venir a salvar y liberar. So the truth is that only Jesus can save you and I. Và cái lẽ thật đó là chỉ có Chúa Giêsu mới có thể cứu cuộc đời của quý vị và tôi. La verdad es que solamente Jesús nos puede salvar. Only the Lord Jesus have the power to deliver you and I from the power of the devil. Và tất cả chỉ có Chúa Giêsu mới có quyền để có thể giải cứu quý vị và tôi ra khỏi quyền lực của ma quỷ. Solamente Jesús nos puede liberar del enemigo. Only Jesus can heal, can forgive you and I own up our sin. Và chỉ có Chúa Giêsu có thể tha thứ tất cả những tội lỗi của quý vị và tôi. Solamente Jesús es el que nos puede sanar y nos puede salvar. And the truth is that God is the only one who can give you and I the eternal life. Và cái lẽ thật đó là chỉ có Chúa Giêsu mới có thể ban cho quý vị và tôi có được sự sống đời đời. Y Jesús es el único el que te puede dar vida eterna. People in this world will continue to search for the truth, but they found none. Những con người trong thế gian này họ tiếp tục tìm kiếm những cái lẽ thật và chân lý, nhưng mà họ vẫn chưa tìm được. Muchos podrían estar buscando aún esa vida eterna, pero no la van a encontrar. But the Lord Jesus already provided us for all of us. Nhưng mà Chúa Giêsu ngài đã ban cho chúng ta lẽ thật đó. Pero Jesús nos dice que él lo proveerá a nosotros. He provided us the way. Ngài đã ban chúng ta cái đường đi. Él nos provee el camino. He provides us the truth. Ngài đã ban chúng ta lẽ thật của Ngài.
Él nos provee de la verdad. And he's also provided us a new life, và Ngài cũng sẽ ban chúng ta có được sự sống mới ở trong Ngài. Y Él nos da una vida nueva. Look at the people and maybe our face and the people in this world. We are full with all of uncertainty, all of the worriness of life and the burdens of life. Con người của chúng ta trong thế giới này đầy dẫy tất cả những sự gọi là uncertainty, sự không chắc chắn. We đầy dẫy tất cả những sự lo lắng và những sự bất an ở trong cuộc đời của mình. Si podemos ver, algunos de nosotros podemos ver que estamos con preocupaciones. But when the new life of God came into your life, you and I will look different. Và khi mà cái sự sống mới của Chúa vào trong đời sống mới của tôi, thì đời sống chúng ta sẽ trở nên rất là khác biệt. Pero cuando conocemos al Señor, vemos que hay una vida nueva. I also face many challenges just like you, but I'm always happy because the life of God is in me. Và bởi vì tôi cũng giống như quý vị, cũng đối diện với những nhiều sự thách thức của thế gian này. Nhưng mà bởi vì sức mới của Chúa và cái sự sống của Chúa trên tôi, đời sống của tôi luôn đầy dẫy những sự vui mừng. Yo tengo problemas igual como ustedes, pero sé que en el Señor todo eso pasará. And that life is not only on this world, but also the life of eternal that only God can give us. Không phải chỉ là cái sự sống ở trong thế gian này mà thôi, nhưng mà sự sống đời đời mà chỉ có chính Chúa Giêsu có thể ban cho mỗi đời sống của mình và tôi. Y eso pasará aquí y también en la eternidad vamos a disfrutar de esa vida eterna. John chapter 3 verse 36, the Bible said, whoever believe in the Son, John 3 36. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains in him. Ở trong Giăng đoạn 3 câu số 36 lời của Chúa chép rằng: ai tin con, có nghĩa là tin Chúa Giêsu, thì được sự sống đời đời, và ai không chịu tin Chúa Giêsu thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thánh ô của Đức Chúa Trời vẫn ở trên con người đó. Si vemos en Juan 3 capítulo 33 dice: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medio de él. Romans chapter 10 verse 9 declare. Ở trong sách Roma đoạn 10 câu số 9 chép rằng: because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Ở trong sách Roma đoạn 10 câu số 9 lời Chúa đáp rằng: vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Romans chapter 10 verse 9. En Romanos capítulo 10 verso 9 dice: el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantará de los muertos será salvo. In verse number 10, because we believe, that's why we have the righteousness of God, and because of my mouth confess that we are saved. Câu số 10 chép rằng: vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà chúng ta được cứu rỗi. Y eso pasa porque nosotros creemos y confesamos que el Señor es el que va a hacer la obra en nosotros. May I invite the worship team to come right now, và xin mời ban thờ phượng sẽ đến ngay tại thời điểm này. And as we are going to sing this beautiful song, và khi mà chúng ta sẽ cùng nhau ngợi khen Chúa thông qua bài hát này. Y mientras cantamos este canto, I would like to invite all of you to make that decision today. Và tôi muốn mời tất cả quý vị hãy cùng tôi hãy tiếp ứng và đáp ứng lời của Đức Chúa Trời. Les quiero invitar que ustedes hagan esa decisión. If you and I want to walk in the ways of God, nếu quý vị và tôi muốn bước đi theo đường lối của Ngài, de caminar en los caminos del Señor, just open our heart and just come to receive him, the Lord Jesus and his word. Hãy mở lòng của chúng ta, hãy đến tiếp nhận Chúa Giêsu và hãy tiếp nhận lời của Ngài. Solo abre su corazón y recíbelo. So that we will learn more about the truth about God for every one of us. Và chúng ta sẽ tiếp tục học được những lẽ thật và chân lý từ nơi Ngài dành cho mỗi đời sống của chúng ta. Para que podamos aprender de la verdad de Dios. That you and I will become to have a great new life on this world and a life everlasting as well. Và mỗi đời sống vui vẻ của tôi cũng sẽ có một đời sống tuyệt vời ở trên đất này, và ngay cả sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã dành cho mỗi đời sống của chúng ta.
porque en Él podemos tener una nueva vida, una buena vida y también en la eternidad. Just like the story of the drunken man that I just shared to you, that before even his dog run away from him, but now his dog is willing to turn him back and going back to him because his life has transformed. Giống như cái câu chuyện mà tôi đã kể cho quý vị, đó là ngay cả con chó nó cũng đã nhận biết được đó là điều gì? Cái sự thay đổi ở trên đời sống của người chủ của mình, và bây giờ nó sẵn sàng để chạy đến cùng với ông. Aún como esa persona que se embriagaba y después que él recibió al Señor, aún su perro lo reconoció. Jesus said that the thief or the devil come only to steal, to kill and to destroy. Và lời của Chúa cho chúng biết rằng đó là ma quỷ đến để tìm kiếm và hủy diệt đời sống của chúng ta. El enemigo viene nada más para destruirnos. But the Lord Jesus said, I come in order to give you a life of abundance. Nhưng mà Chúa Jesus ngài đã phán rằng ta đã đến để ban cho các con có một đời sống dư dật. Pero Dios dice que él viene a darnos una vida en abundancia. How many of you want to experience that the abundance of joy in your life? Just come to the Lord Jesus. Và nếu như chúng ta muốn có một đời sống dư dật cũng như sự vui mừng, hãy đến cùng với Chúa. ¿Cuántos de ustedes quieren experimentar esa vida? Nada más acérquense al Señor. If you want to experience an abundant life, a life of abundance, of the happiness, just come to Him right now. Nếu mà muốn có một đời sống đầy dẫy những sự phước hạnh và hạnh phúc, hãy đến cùng với Chúa ngay tại thời điểm này. Si quieren experimentar esa vida en abundancia, vengan y acérquense al Señor. If you want to experience a life of abundant powers of God, miracles of God, joy of God, salvation of God, just come to Him right now. Nếu quý vị và tôi muốn tiếp nhận Chúa và kinh nghiệm một cái đời sống đó là đầy dẫy tất cả những sự cứu rỗi của Ngài, đầy dẫy những sự phước hạnh của Ngài và phép lạ của Ngài, hãy đến cùng với Chúa ngày hôm nay. Si quieren experimentar esa vida de poder, esa vida con maravillas, acérquense al Señor. Teddy Hung is one of the great mafia in Hong Kong. Tên của một người tên là Teddy Hung. Anh là một trong những người mafia rất là nổi tiếng ở tại Hồng Kông. Está hablando de un varón que era grande en la mafia. He have 10 wives at the movie star, Hong Kong movie star. All of them are Hong Kong movie star. Và người 10 người vợ trẻ đẹp của ông ta đều là những diễn viên điện ảnh của Hồng Kông. Dice que en Hong Kong él tenía 10 esposas o mujeres. When I was young, I also wanted to get married to a movie star, right? Just like anyone of us. Tôi khi mà tôi còn trẻ, tôi cũng ao ước đó là được lập gia đình với những người rất là nổi tiếng và đẹp như vậy. También el pastor Joshua quería también tener una esposa que era reconocida como tal vez una actriz. It makes us very proud và làm chúng ta rất là hãnh diện. Nos hace sentir orgullosos. But Teddy Hung has not only one, 10 of them. Ngay cả Teddy Hung không chỉ có một mà ngay cả có đến 10 người vợ như vậy. Pero este varón no solamente tenía una, tenía 10. He has a lot of money, a lot of houses. Ông có rất là nhiều tiền của và rất là nhiều nhà cửa. Tenía mucho dinero y muchas casas. And every time that he walk out, there's about at least 20 bodyguards just follow him and protected him. Và cứ mỗi lần anh ta đi ra đó thì có ít ra là khoảng 20 người bảo vệ anh. Cada vez que él salía siempre tenía como 20 personas que lo estaban protegiendo. He is powerful, he is known. Anh là người rất là nổi tiếng và rất nhiều người được biết đến. Él era poderoso y era reconocido. But his fame, his power cannot find him a way of peace. Nhưng mà cái con đường đời sống của ông ta không khiến cho ông ta có đi vào một con đường là con đường của sự bình an. Pero su camino no lo inducía a un camino de paz. Teddy Hung could not sleep at night, even though he has a lot of money, securities, camera, and all of the bodyguards surrounding him. Và buổi tối ông ta không thể nào ngủ được là bởi vì ông ta sợ hãi, mặc dù có nhiều những cái bảo vệ xung quanh ông và ngay cả trong nhà cũng gắn những cái máy mà quan sát đó. Él no podía dormir en paz aunque tenía cámaras y tenía personas de seguridad. He worried his rival will come and just shoot him down. Và ông ta sợ đó là nếu những cái người mà không thích ông ta sẽ đến để bắn ông ta chết. Siempre se preocupaba que el enemigo iba a venir a matarlo. And when he walked out, he's always like this. He always afraid like this. Và khi mà ông ta đi ra ngoài đường á,
ông đã bắt đầu sợ hãi như thế này. Siempre miraba a sus izquierdas para ver quién nos andaba siguiendo. And then he thought that religion can solve his problem. Và ông đang nghĩ rằng đó là tôn giáo có thể giúp ông ta có thể giải quyết được vấn đề của mình. Aún la religión no podía resolver sus problemas. And he offered a lot of money to many temples. Và ông bắt đầu dâng rất là nhiều tiền ở trong tất cả những cái đền chùa miếu. Él daba dinero a diferentes religiones. But he could not sleep. Nhưng mà ông ta vẫn không thể nào ngủ được. Pero aún no encontraba esa paz para poder dormir. All of the luxurious food offered, but he cannot find the taste in order to eat it. Và ông ta có rất là nhiều những món ăn gọi là cao lương mỹ vị, nhưng mà ăn cũng không ngon. Tenía diferentes manjares y ninguno de esos lo satisfacía. And look at the 10 wives standing in front of him. He could not find the love from them. Và ngay cả nhìn vào những người mời người vợ trẻ đẹp như vậy, nhưng mà ông ta không cảm nhận được tình yêu từ nơi nào người cả. Y aunque él tenía 10 mujeres, él no podía encontrar en ellas ese amor que él buscaba. They come to him is only for money. Đến với ông chỉ là bởi vì tiền mà thôi. Porque ellas solamente lo buscaban por dinero. Oh honey, today I need a diamond. một người vợ tới nói, oh anh ơi, em cần một chiếc nhẫn. Le decían, oh amor, ahora necesito un diamante. And another wife came, honey, I want a Porsche car. Mà cái người kia là nói là, anh ơi, em cần một chiếc xe sport car. Y otra le decía, amor, necesito un carro deportivo. He gave it all, but he could not find peace and happiness. Ông đã cho tất cả mọi sự, nhưng mà dường như ông không có kiếm nào cái sự bình an được. Él lo tenía todo y aún no podía encontrar esa paz, esa alegría. He became so skinny and he was about to die even. Và ông đã trở nên rất là ốm yếu và cuối cùng gần đến chết. Y él se encontraba muy, muy flaco, muy débil. People shared the gospel to him, he rejected. Và nhiều người đã chia sẻ lời của Chúa cho ông và ông đã từ khước. Cada vez que alguien venía a hablarle del evangelio, él lo rechazaba. But when he was at the moment of death, once again, he remembered the gospel had been preached to him. Và khi mà ông đã gần chết đó, thì lúc bây giờ ông đã nhớ đến lời của Chúa đã chia sẻ cho ông. Pero cuando él estaba en el lecho de su muerte, él se acordó de esa palabra. And to make the story short, he came to church, he accepted the Lord Jesus Christ. Để nói câu chuyện ngắn gọn đó, ông đã đến với Chúa và ông đã tiếp nhận Chúa Jesus Christ. Él fue a la iglesia y aceptó al Señor Jesucristo. And his life never been the same. Và cuộc đời của ông đã bắt đầu thay đổi. Y desde entonces su vida nunca fueron igual. His sins have been forgiven. Tội lỗi của ông đã được tha thứ. Todos sus pecados fueron perdonados. The curses in his life have been broken in the name of Jesus. Và tất cả những cái sự rủa xả đã bị đổ gãy trong năng quyền trong danh của Chúa Jesus Christ. La atadura de maldad fue quebrada en ese momento. The superstition in his mind have been removed in the name of Jesus. Và tất cả những sự mê tín dị đoan đã được cắt ra khỏi đời sống của ông ta trong danh của Chúa Jesus Christ. Todas creencias falsas que él tenía también las quitó el Señor Jesucristo. He was afraid of death, but now he is no longer afraid of death anymore. But he had life inside of his life. Ông ta đã từng sợ hãi về sự chết, nhưng mà bây giờ ông ta không còn sợ hãi sự chết nữa, bởi vì sự sống của Chúa đang ở trên cuộc đời của ông. Él tenía miedo a la muerte, pero cuando conoció al Señor, él tenía vida. And in the same way, that life is in your life today. Và sự sống mới vẫn ở trên mỗi đời sống của quý vị trong ngày hôm nay. Igualmente el Señor puede hacer eso en tu vida. And he begin to get rid of all of his mafia world. Và ông bắt đầu từ bỏ cái thế giới mafia của ông ta. Y ese Señor empezó a deshacerse de todo lo que tenía que ver con esa vida. And he said goodbye to one and another wife of his, 10 wives of his. But Amarbos nói goodbye với tất cả những người mistress của mình. Y también empezó a despedirse de cada una de sus esposas. And then he began to study the word of God. Và ông bắt đầu đã học hỏi lời của Chúa. Y empezó a estudiar, escudriñar la palabra de Dios. And he began to share the gospel. Y él también empezó a compartir las enseñanzas de Dios. He has a new life. Ông có đời sống mới. Ahora él tiene una vida nueva. Because he found the way. Bởi vì ông đã tìm được cái đường lối của Chúa. Porque él encontró el camino. And he experienced the truth of God. Và ông đã kinh nghiệm được cái lẽ thật và chân lý của Đức Chúa Trời. Él pudo experimentar la verdad. And that's why you see millions of lives of Christians around the world are very different. Đó là lý do tại sao mà quý vị đã thấy rằng đời sống mới của những con người Cơ Đốc nó rất là khác với những người trong thế gian này.
Y por eso puedes ver que muchos cristianos, las vidas de ellos son diferentes. And as we are going to sing the last song today, và khi chúng ta cùng nhau hát cái bài hát cuối, Draw Me Close to You. Vamos a cantar un canto. If you want to just allow God to enter into your life, và nếu như quý vị muốn mời Chúa bước vào trong cuộc đời của mình. Si desean cerrar sus ojos y que el Señor entre su vida. You want to accept the way of God. Tiếp nhận đường lối của Đức Chúa Trời. Accept the truth of God into your life và tiếp nhận lẽ thật của Chúa vào cuộc đời của mình. Dejen que la verdad del Señor venga a su vida. And invite the Lord Jesus to come and to take control, to become the Lord and the Savior of your life. Và mời Chúa Jesus bước vào để làm Chúa và làm vua trên cuộc đời của mình. Invítelo a que sea el Señor de tu vida. Our life will never be the same. Cuộc đời của chúng ta sẽ không còn như trước nữa. Your desire.
said the things that you want. Sea nuestro deseo. Would you please just pray together with me this prayer? Xin quý vị hãy cùng nhau lặp lại lời cầu nguyện này. Podemos repetir esta oración. And talk to God. It's just like that is the desire of our heart. Và nói với Chúa giống như đó là điều ao ước trên đời sống của chúng ta. Dear Heavenly Father, lạy Cha Thiên Thượng. Señor Jesús, me rindo a ti. I thank you for your word this morning. Và con cảm ơn Chúa cho lời của Ngài trong buổi sáng hôm nay. Te doy gracias por la palabra de esta mañana. That you let me know that you are the only way to heaven. Và Ngài cho chúng con biết rằng đó chỉ chính Ngài là con đường duy nhất để chúng con có thể bước vào ở trong nước thiên đàng. Que tú me dejas saber que tú eres el único camino hacia la eternidad. And it is only your way can transform our life. Và chỉ có đường lối của Ngài có thể thay đổi cuộc đời của chúng con. Y que solamente en ti nuestras vidas pueden ser transformadas. Thank God for allowing us to know that God, you are the only truth. Và cho chúng con biết rằng chính Ngài là đường, là chân lý duy nhất. Gracias, Señor, por dejarnos saber que tú eres la única verdad. And it is by your truth that you continue to save our life. Và bởi lẽ thật của Ngài, Ngài đã cứu rỗi cuộc đời của chúng con. Y que solamente por medio de ti, Señor, es que estamos salvos. And that our sin have been forgiven. Và tất cả những tội lỗi của chúng con đã được tha thứ. Y que nuestros pecados son perdonados. And you give every one of us the eternal life. Và Ngài đã ban cho mỗi đời sống con có sự sống đời đời của Ngài. And thank God for the eternal life that you have given to us. Lord, te doy gracias, Señor, por la vida que hemos encontrado en ti. And Lord, I open my heart to receive you. Và Chúa ơi, con mở lòng để tiếp nhận Ngài. Abro mi corazón para recibirte. Please come into my heart and my life to become my Lord and Savior. Xin Ngài hãy bước vào đời sống con và trở nên làm Chúa và là đấng cứu rỗi trên đời sống của con. Por favor, entra en mi vida para que seas mi único Salvador. And may your blood continue to forgive all of our sin. Và nguyện xin huyết của Chúa tha thứ tất cả những tội lỗi trên đời sống của chúng con. Y que tu sangre continúe limpiándome de todos mis pecados. And in the name of Jesus, break every curses, the generation curses away from our life. Và trong danh của Chúa Jesus Christ, chúng con chặt phá tất cả những sự rủa xả và những lời rủa xả từ các thế hệ ra khỏi đời sống của chúng con. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, quebramos con toda obra de maldad. And in the name of Jesus, we pray for your healing power to be at work in our life as well. Và trong danh của Chúa Jesus Christ, chúng con cầu nguyện xin quyền năng của sự chữa lành của Ngài đến chữa lành tất cả những bệnh tật trên đời sống của chúng con. In the name poderoso de Jesús, pedimos por sanidad. And Lord Jesus, we declare that we belong to you. Và Chúa Jesus ơi, chúng con công bố rằng chúng con thuộc về Ngài. Señor Jesús, declaramos que somos tuyos. Lord Jesus, we love you and we follow you. Chúa Jesus, chúng con yêu mến Ngài và chúng con sẽ theo Ngài. Señor, te amamos y te seguiremos. Lord Jesus, we worship you and we magnify your name. Chúa Jesus ơi, chúng con sẽ thờ phượng Ngài và chúng con sẽ tôn cao danh của Ngài. Señor, te adoramos y alabamos tu santo nombre. In Jesus mighty name we pray. Trong danh của Chúa Jesus Christ chúng con cầu nguyện. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amen. 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 May God bless us all. Nguyện xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị. And we also have some of the activities here on every Saturday morning. So please invite other friends to come and join us. Và buổi sáng thứ bảy thì chúng tôi được có những hoạt động như thế này. Thì quý vị có thể mời những người bạn của quý vị đến tham gia với chúng tôi. Siempre tenemos esta actividad los sábados. Por favor, inviten a sus vecinos a que nos acompañen. And on June 1st, we have a karaoke event and potluck event. So please come and join us. In the address, we'll be at 14200 Golden West Street. Và ngày 1 tháng 6 thì chúng tôi cũng có cái chương trình đó là Người Đồng Hương đã hát karaoke và ăn potluck. Xin mời quý vị có thể đến tham gia với chúng tôi ở tại địa chỉ 14200 đường Golden West, thành phố Westminster. El primero de junio van a tener este un convivio donde van a tener diferentes comidas y van a poder cantar. You can come to sing in Spanish, Japanese, Vietnamese, or any languages. We can come and hát in Westminster. Bất cứ tiếng ngôn ngữ nào ha. Ustedes pueden venir a cantar en español. And on June 16th, we also have the Father's Day celebration. Và ngày 16 tháng 6 thì chúng ta cũng có cái chương trình đó là ngày lễ phụ thân.
Y el 16 vamos a tener el convivio de los padres. So thank you so much once again for Love Community and all of the people who have been working hard to serve us together. Và chúng ta cảm ơn Chúa cho cộng đồng yêu thương này và cảm ơn tất cả các quý vị đã cùng nhau phục vụ với chúng tôi. Le damos gracias a Love Community por todos los servicios que ellos nos proveen. God bless us all. Please go for the donuts and coffee and some of the gifts over there. Xin mời quý vị có thể đi đến. And thank you the worship team, thank you for all of you once again. Và cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa. And thank you sister. Oh, we need 10 men, so 12 men to help us to move this this tent. Chúng tôi cần 12 người đến để giúp chúng tôi có thể dời căn lều này ha. Si nos pueden ayudar a poder mover esta carpa hacia atrás, 12 varones, por favor. Xin mời 12 người ha, 12 người có thể đến giúp chúng ta để dời căn lều này. Okay. 12 men, 12 men. Learning Spanish, so.